Xin chào tất cả các anh em cầu thủ. Hôm nay mình trở lại video 126, giới thiệu với các bạn là 8 cây dây trong và 5 cây iso carbon là khoen nhỏ và dòng hàng Osni X7 X9 và Kawana Tam Thiên Vương rồi nha. Cái đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một cây số 1 là cây dây trong, cái Mariner đuôi mở được rồi nha. Bát thì nó hơi bị reset như này chút này. Bát Fury. Cây này có độ cứng là 30, dài 3,6 m. Ngoại hình là có trầy xước bằng nha. Ngoại hình có trầy xước khoen chim. Có trầy. Các cái khoen chống nổ lóng nó có hơi bị oxy hóa bằng nha. Đầu bu thì còn rất là đẹp. Đây là độ cứng 30. Thì nó tương đương là 2 ly. Đó là tương đương 2 ly 4 rồi nha, đọt nó 2 ly 4. Nhưng mà nó rất chắc chắn, càng xuống càng lớn dần lên. Các lóng thì còn rất là đẹp. Nước sơn trong này còn rất đẹp luôn. Đây này gồm 3 lóng. Dài 3,6 m, quen chìm rồi nha. Ngoài hình có trầy xước nhẹ. Này. Cái số 1 này là có chiều dài thu gọn của nó là 1m3, cân nặng của nó là 300 g, cân nặng 300 g. Cây số 1 giá 750k. Cây số 2 là một cây 2m7 Suzumi. À quên, không phải Suzumi, đúng là Suzumi chứ. Suzumi đúng rồi, 2m7 Suzumi, đuôi mở được bằng nha. Cán là còn vẫn còn bọc ni lông Sivan Cutter 2m7. Cái này Margin Korea xuất Nhật rồi nha, vừa chữ Nhật vừa chữ tiếng Anh. Bass Fury FS6 khoen chìm. Đầu bu còn rất đẹp đúng không? Cái này nó không ghi độ cứng, mình chỉ đo là đọt nó 3 ly bằng nha, gần 3 ly, 292. Cái cây này còn khá đẹp ha, sơn này còn mướt, có cây càng khá mới luôn. Cái này là cái tem của nó này, tem hình con cá. Cây số 2 này có chiều dài thu gọn là 1m2, cân nặng là 200 g, giá cũng 750k là nha. Suzumi 750k. Cây số 3, cây Romarin, Romarin Bass Fury. Cái này có độ cứng 50, dài 3m, Exchanger Carbon Pro. Quen của nó này, đọt của nó là 2 ly 7 các bạn nha. Các cái khoen này thì nó hơi bị oxy hóa tí xíu, chùi sạch thì nó hơi ra màu đồng rồi nha. Còn các lóng còn khá đẹp luôn, màu sơn còn rất đẹp ha. Đây là cái số 3. Cái số 3 là thu gọn của nó là 1m1m1, cân nặng 350 g, à quên, 305 g thôi, cho 310 g luôn đi, cũng có giá là 750k rồi nha. Cây số 4. Cây số 4 là một cây Daiwa. Cây này cây của Đài Loan xuất Nhật các bạn nha. Margin Taiwan. Daiwa. Độ cứng nó 50, dài 3m1. Bass Daiwa. Chữ Daiwa đó. Khoen của nó đây. Cái này cũng có một chút oxy hóa ngay cái khoen chống nổ lóng mà nha. Đầu bu nó còn đẹp ha. Đọt của nó là 2 ly 251, 2 ly rưỡi, nhưng mà rất là cứng rồi nha. Càng xuống càng lớn dần lên. Này nó làm hai da xoắn ít, độ cứng 50 rồi. Cái số 3, dài 3m1,
Cây này có chiều dài thu gọn là 1m14 phân, cân nặng là 340 g luôn mà nghe. Cây số 4 giá cũng 750k. Cây số 5, một cây đai hoa tiếp, bát của nó này chữ nhỏ quá. Này độ cứng là 30, dài 3m1. Này chỉ để bi đai hoa Made in Korea bằng nha, Hàn Quốc. Nhà máy đặt bên Hàn Quốc. Khoen của nó đây. Các cái đầu khoen chống nổ lóng là nó cũng có oxy hóa chút đỉnh bằng nha. Đầu bu nó dơ vẫn. Đầu của nó là 278. Chưa tới 3 ly bằng nha. Cái nước sơn là khá đẹp ha. Hình có thể xước nhẹ. Đuôi mở được, này với này nó oxy hóa này. Thân lóng có trầy xước nhẹ. Cây này cây số 5, cây số 5 thu gọn của nó là 1m13 phân, cân nặng là 300 g, hơn 300 g bằng nha. Giá cũng 750k. Cây số 6 là một cây 2 khúc, cây 2 khúc Bass Fury. Cây này độ cứng 80, dài 2m7. Này rất khúc các bạn ạ. Độ cứng 80, dài 2m7. Khoen của nó đây. Các cái khoen này nó cũng có trầy sơn rồi nè. Đọt của nó đó 2 ly 8 rồi nè, gần 2 ly 9. Độ cứng của nó là 80 luôn nè, dài 2m7. Cây này có chiều dài thu gọn của nó là 1m4, thu gọn 1m4, cân nặng nó là 310 g, già hơn chút bằng nha. Cây này cây đai hoa nha, đai hoa cây này 2m7, độ cứng 80, gấp khúc. Giá của nó là 750k luôn. Giá 750k, chưa có phí ship anh em nha. Nãy giờ mình quên nói, chưa có phí ship. Tiếp tục là một cây số 7, tên của nó là Akin như đây. Độ cứng 80, dài 3m3, Suzumi bằng nha. Hình hãng Suzumi. Này nó dính bụi bẩn. Và các cái đầu khoen chống nổ lóng này nó bị cái sơn nó hơi bị trầy rồi nha. Nó bị mòn cái sơn. Khoen bát, khoen của nó còn đầy đủ hết nha. Đọt của nó là mấy ly đây? Đọc của nó là 2 ly 7 mà nha. Đọc 2 ly 7. Cái này của Suzumi nha. Chữ Suzumi nè. Các khoen của nó đều đủ hết rồi nha. Ráp khúc, cây này ráp khúc, ráp 3 khúc. Cây này cây số 7. Có chiều dài thu gọn của nó là 1m2. Cân nặng của nó là 430 g. Cây khá nặng mà nha, khô rất là dày, dùng để đánh bạo lực. Độ cứng của nó là 80 luôn mà nha, dài 3m3, ngoại hình là nó có trầy xước nhẹ hết mà nha. Này, nó có trầy xước nhẹ, keo nó không còn đẹp nữa nha, nó bong 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 nhẹ nhẹ. Cây này cây số 8, số 7, cũng giá 750k, chưa có phí ship. Cây số 8 là một cây dài 1m8, đuôi mở được, dài có 1m8 thôi, nó rẻ là 180T thôi nha. Cây này không ghi là nhà sản xuất ở đâu hết bạn nha. RBC gì đó ta ha. Đọt to đùng luôn. Đọt 3 ly 1, 2 lóng cho bằng nha.
cái này rất là gọn. Cái số 8 này thu gọn của nó là 98 cm, cân nặng của nó là 140g, 130g, giá 640k. Cây số 9 là một cây ISO, cái này rất đẹp mà nghe, độ cứng nó 3.5m4 nha, độ cứng 3.5m4 nè, carbon Fury FS7 nha, bát Fury FS7, thân lóng của nó là 21, em bát Fury hết bạn nha, carbon nó rất đẹp nha, độ cứng 3 thì cái đọt nó khoảng mấy ly đây, đọt nó 1.35 các bạn nha, 1.53, 1.5 ly, hơn 1.5 ly. Carbon này rất đẹp ha, này khá mới. Nói chung là có trầy xước nhạn á, thì cái trong lóng rồi nhiều chỗ nó cũng có dâm dâm nhẹ nhẹ. Này cần đã qua sử dụng rồi. Những cây này còn khá đẹp luôn. Độ cứng 3/5m4. Đuôi mở được. Cây số 9, chiều dài thu gọn nó là 1m04 phân, cân nặng của nó là 310g, giá 800k. Cây số 9, cây số 10 đuôi cũng mở được bạn nha, là hai cái chữ gì đây, tem giấy bát phụ đi FX7 FX6, chữ Nhật bạn nha. Độ cứng 2, dài 5m4, 24. Đọt là 1.5 ly. Còn các lóng là còn rất là đẹp nữa. Lóng là khá đẹp. Đọt là khá đẹp luôn mà ha. Chữ này chữ Nhật này, SS là hàng chữ này, là độ cứng 2 và 5m4, không có ghi rõ là của nước nào mà nghe, không có thấy. Em vàng, cái này thân lóng của nó là 23, đây là cây số 10, thu gọn của nó là 1m06 phân, cân nặng 230g, giá 800k các bạn. Cây số 11 là một cây, đây cũng chữ Nhật không bạn, Fire Carbon Cat Probo gì đây, không phải là carbon mà là cat bo, độ cứng 2, dài 5m4, đây một hàng chữ Nhật nhỏ nữa. Bát của nó là Fury FX7. Cái này cũng không ghi rõ nhà sản xuất nó là nước nào bạn nhé. Đây có tem vàng, đuôi mở được. Thân lóng, dạ, thân lóng 21. Ngoại hình là có trầy dâm nhẹ nhẹ bạn nha. Cái cây này là cái đọt nó bị thay cái đầu bu rồi nha. Cái này không phải đầu bu rin đâu nè. Đầu bu nó thay đầu bu chống sóng rồi. Đọt của nó là 1.7 bạn nha. Đọt là 1.7, đọt nó khá lớn luôn. Các lóng trong người còn khá đẹp nha. Các lóng này thì carbon vân chìm, có cái lóng đó, lóng này là carbon vân nổi, nổi gờ nhưng mà không biết nó có thay đổi gì không thì mình không biết mà nha. Nhập sao mình thấy sao thì cứ nói báo anh em vậy. Bắt khoen bát này là đồ Fury hết ha, đọt rất cứng, có đầu bu này là nó thay rồi này, chắc chắn là thay rồi. Cây này còn khá đẹp luôn. Cây này cây số 11, thu gọn của nó là 1m17 phân, cân nặng của cây số 11 này 300, hơn 300g, giá 780k.
vì nó thay cái đầu bu. Cây số 12 là cây dài 5m4, đuôi mở được nóng 21, đuôi mở được bắt đai qua. Cây này cây đai qua bạn nghe, quấn mây nữa, vừa dù vừa mây. Cây này cây đai qua, đây đai qua chữ nhật 2, độ cứng 2, 5m4, nhưng cứng 2 5m4, cứng 2 nhưng cái đỏ đỏ này là mảnh bằng á, đỏ của nó 0,95, chưa được 1 ly nữa bằng á, nhưng mà rút cái này thì lại không thẳng, không cong lắm nó bằng á. Đỏ nó thường nó độc đặc trong này này, và cái lực của nó chịu lực còn rất tốt luôn, các lóng trong thì còn quá đẹp ha, quá đẹp luôn. Cây này là đọt nhỏ, đọt là nhỏ hơn các cây khác, của cứng 2 nhưng mà lại nhỏ hơn nữa. Nó làm không có điệp, không có mỗi hãng mỗi khác, nó không giống nhau bằng nha. Này của đây qua ngoại hình cũng có trầy xước nhẹ, trầy nhẹ thôi, bắt đây qua cán cuốn dù và mây, đuôi mở được. Cây này cây số 12, dài 5m4, thu gọn nó là 104 cm, cân nặng của nó là 2,5 lạng, 250 g, giá cũng 780k. Cây số 13, cá này đuôi mở được rồi nha, đuôi này đuôi nhựa nha, cái này bằng nhựa Fishinro Bass Fury FS6, Fury FS6. Cây này là những cái thân lóng nhỏ mà nghe, thân lóng của nó chỉ có 18 thôi. Này còn rất là đẹp luôn, Roya Carbon Katashima, Roya Katashima, không ghi chính xác là nước nào mà nghe, nên là mình không rõ được cái này là của Katashima có phải là của Nhật không. Thì hàng này hàng Nhật, độ cứng 2, dài 4,5 m, Roya Carbon này. Hai con rồng hay con gì đây ha, Katashima, độ cứng 2 thì cái đọt nó đây đó, bên kia cũng đọt cứng 2, cây đai qua độ cứng 2 mà đọt nó chưa tới 1 ly, mà cây này độ cứng 2 đọt nó đến 1,6 mà nghe, 1,64 luôn nha. Đó, cho nên là nó khó, mỗi hãng nó mỗi khác nhau mà nghe, các lóng còn khá đẹp luôn. Rút ra tận tưng rất là đẹp, dài 4,5 m, độ cứng 2 mà cái đọt rất là to, đọt đến 1,6 luôn, 4,5 m, nhưng mà thực tế thì nó không tới 4,5 m đâu mà nghe, thường là nó thiếu cho nó bây giờ nó đủ đâu, 4,4 m là cùng thôi. Thu gọn của nó là 1,04 m, cân nặng nó là 180 g mấy g thôi, giá của nó 780k đâu mà nghe. Vậy là mình giới thiệu xong 13 cây carbon, gồm 8 cây dây trong và 5 cây xô. Còn lại bây giờ mình giới thiệu hàng mới các bạn nha, mình giới thiệu sơ qua thôi. Đây là dòng X9 mà nghe, X9 cây này cây 5m4 nè, rất là đẹp. Dòng này mình đã dành cho anh đánh thi đấu sông hồ tự nhiên, rất đẹp, đuôi cán là rất đẹp luôn nha, màu đỏ. Cái cây 5m4 này là nó nặng, nó thu gọn là 118 cm, cân nặng 129 g, gốc của nó là 17,5, đọt của nó là 1,2 ly, đầu bu xoay 360 độ, giá là 740k mà nghe, bao gồm trục và phao ha, vừa trục vừa phao nữa. Thấy rất đẹp, rất là đẹp luôn, rút ra rất là thẳng, độ nảy rất là tốt, màu vàng, lóng ngoài màu đỏ bằng nha, rất đẹp. Dòng này dòng 4,5, cây này cây 5m4, gồm nó có gồm 4,5m4 nè, 4,5m nè, 3,9 nè và 3,6.
3m6 nó thì có 62 gram thôi bạn nha. Gốc của nó là 12,4, đọt 1 ly 2 giá là 470k. Đây là cây 3m6. Rất là đẹp luôn ha. Mình giới thiệu sơ qua thôi. Anh em nào chi tiết thì ưng mua là mình sẽ chi tiết cho anh em ha. Còn cây 3m9 á thì thu gọn của nó là 118. Gốc độ cân nặng của nó là có 69 gram. Gốc là 12,4, đọt 1 ly 2 giá 540. 4 mét rưỡi là thu gọn 108, nặng 99 gram. Gốc 14,5, đọt 1 ly 2 600k. 5 mét 4 là thu gọn 118, nặng 129 gram. Gốc là 17,5, đọt 1 ly 2. Giá 740k là cái dòng X9 là màu đỏ này bạn nha. Đó. Thế cái dòng Tam Thiên Vương Kawana. Đây là dòng Kawana cán nó bọc mút rất đẹp bạn nha. Dòng này dòng đánh bạo lực. Cái lực phân bổ của cái dòng này là chỉ có 19 thôi. Còn cái dòng X9 là lực phân bổ 28 các bạn nha. Đọt còn suy xoay sau 360 độ. Đọt của nó 1 ly 3 bạn nha. Cứng 5H. Cây Kawana Tam Thiên Vương này thì dành cho thi đấu thể thao, mình câu thi đấu không sông hồ tự nhiên là rất là ok luôn ha. Các lóng là hoa văn nổi carbon sóng rất là đẹp luôn. Cái khoen chống nổ lóng này nó cũng to nữa. Đây là rút ra rất là thẳng, độ nảy rất là tốt, được anh em rất là ưa chuộng để đánh cá sông hồ, rồi thấy quay phim chụp hình rất là đẹp nha. Rất là nhiều loại cá lớn anh em câu được hết. Và cái giá của nó là 3m6, nó chỉ có 3 size thôi. 3m6 là nặng 98 gram, gốc 22, đọt là 1 ly 3, giá 590k là cây 3m6. Cây 4m5 là nặng 140 gram, gốc 24, đọt 1 ly 3, giá là 640k là cây 4m5 này bạn nhé. Còn cây 5m4 là 196 gram, gốc 26,5, đọt 1 ly 3 là giá 740. 740 chưa bao gồm phí ship bạn nha. Còn cái dòng X7 này, đây dòng X7 này, cái 4,5 X7 này. X7 bây giờ mình chỉ còn 3 size, đó là 4,5 và 3,6 và 6,3 bạn nha. 4,5 này là thu gọn là 112 cm, nặng 126 gram, gốc là 16,9, giá của nó là 525. Cái này giá 525k. Cái 4,5 525k, đọt 1 ly 3 bạn nha, cứng 5H nha. Này. Nhưng mà đọt nó là bo keo, không có xoay các bạn nha. Dòng này dòng bo keo. Đó, rất là đẹp luôn. Dòng này dòng đánh bạo lực nha, bộ phân lực phân bổ của nó 19 bạn nha. Mình đánh bạo lực. Dòng đánh cá tốc độ ha. Rất đẹp đúng không? Đây cái 4,5 m. Nó gồm 3 size 4,5 m và 3,6 m, còn 6,3 m. Cây 3,6 m của nó thu gọn là 110, nặng 85 gram, gốc 17, gốc 14,7, giá là 425. 425k là cây 3,6 m rồi nha. 3,6 m, 425k. Người ta cân nặng và đo chiều dài là người ta thường người ta không tính cái cục đối trọng và cái nút đầu cần là nha. Rất đẹp. Cái này còn mới nè, chưa có tháo dây ni lông này ra luôn. Đây là cái 6,3. 6,3 này là 695k bạn nhé. Cái 6,3 này là đọt 1 ly 4 6H bạn nhé. Đọt 1 ly 4 6H. Giá là 695k. Rất đẹp ha. Này để dám đánh cá lớn. Cây 6m3 này để mình xem. 6m3 này nó là lực phân bổ của nó là 19,6H, nặng 225g, đọt 1 ly 4, gốc 21,5, thu gọn là 118cm, giá là 695k. Mình giới thiệu sơ các bạn cái dòng hàng mới ha. Anh em ưng cái dòng X9, X7 và Kawana Tam Thiên Vương thì
cứ nhắn tin qua Zalo cho mình ha, 0962086955. Video 126 là vừa giới thiệu cho các bạn 8 cây dây trong, 5 cây Kiso khoe nhỏ và Utni X7X9 và Kawana Tam Thiên Vương mình nha. Anh em ưng ý thì cứ liên hệ với mình ha, 0962086955, Zalo cũng vậy ha. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Hàng này nhận hàng kiểm tra mới thanh toán anh em nha. Xin cảm ơn.